Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Y học cho mọi nhà. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 15 giờ ngày Chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng trên kênh VTV Huế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này có nhiều thông tin cho thấy bệnh sởi đang lây lan nhanh trên nhiều tỉnh thành và khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng. Thực tế thì bệnh sởi đã có từ nhiều năm trước và là một bệnh mà mọi người vẫn xem nhẹ. Tuy nhiên, những biến chứng của bệnh sởi thì lại vô cùng nghiêm trọng. Và chương trình Y học cho mọi nhà của chúng tôi hôm nay sẽ cùng bàn luận về bệnh sởi. Đặc biệt, một vấn đề mà mọi người đang quan tâm chính là vấn đề dự phòng bệnh sởi. Và trong suốt thời gian 60 phút phát sóng trực tiếp thì sẽ có đường dây nóng với số điện thoại hiện trên màn hình để quý vị và các bạn có thể gọi đến nhận những tư vấn trực tiếp của những nhà chuyên môn theo hai số điện thoại 054 3826 449 hoặc 054 3826 447. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một số những thông tin lưu ý về bệnh sởi. Trước hàng loạt thông tin về sự bùng phát bệnh sởi trong cả nước hiện nay trên nhiều nguồn thông tin, cho thấy bệnh sởi đang có chiều hướng lây lan nhanh ở nhiều tỉnh thành. Trên thế giới trước khi có vaccine, hàng năm bệnh sởi gây ra khoảng 2,6 triệu ca tử vong. Đến nay, sởi vẫn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Năm 2010, trên thế giới cứ mỗi 4 phút có một người chết vì bệnh sởi. Tại Việt Nam, sởi là bệnh truyền nhiễm phổ biến mặc dù tỷ lệ mắc bệnh đã giảm mạnh so với trước khi triển khai tiêm phòng vaccine. Mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, viêm não, v.v. là các biến chứng nguy hiểm sau mắc sởi, có thể dẫn đến tàn phế, tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng, mắc HIV/AIDS hoặc các bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Mắc sởi khi mang thai có thể gây ra sảy thai, đẻ non. Bệnh sởi thường được xem nhẹ, nhưng điều đáng ngại chính là các biến chứng nghiêm trọng của bệnh sởi. Chính vì thế cần có những kiến thức để phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt là dự phòng bệnh sởi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước đây thì các vụ dịch sởi thường xảy đến cứ mỗi 2 đến 4 năm vào mùa xuân ở các thành phố lớn khi mà một nhóm trẻ không có miễn dịch đủ lớn với sởi. Và bệnh sởi thì đã có từ trước đây, tuy nhiên vẫn có những cái thời điểm mà bệnh sởi bùng phát khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng như là trong thời điểm hiện tại. Và để cùng tìm hiểu về bệnh sởi thì hôm nay chúng tôi đã có mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Hùng Việt, trưởng bộ môn nhi của Trường Đại học Y Dược Huế. Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì xin được trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn. Hiện nay thì có thể nói rằng là bệnh sởi đang lây lan nhanh trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt là ở Bệnh viện Nhi Trung ương và khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng băn khoăn và lo lắng. Vậy thì ông có thể cho biết hiện nay tình hình bệnh sởi ở Thừa Thiên Huế thì đang diễn biến như thế nào? Ở Thừa Thiên Huế thì hàng năm chúng tôi đều tổ chức tiêm chủng mở rộng cho các cháu đạt trên 95%, trong đó có bệnh sởi. Và như vậy thì chúng ta vẫn thấy rõ là còn khoảng 5% trẻ em sót chưa được tiêm chủng. Bước vào năm 2014, được chỉ đạo của Bộ Y tế, thì Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Dự phòng cũng như các trung tâm huyện triển khai các cái biện pháp. Một là chúng tôi đẩy mạnh công tác giám sát các cái ca bệnh sởi. Và thứ hai là đẩy mạnh công tác tiêm chủng để tăng cái tỷ lệ tiêm chủng cho các cháu. Thì như vậy thì chúng tôi đã tổ chức giám sát trong 4 tháng đầu năm thì phát hiện ra 39 trường hợp là sốt ban nghi sởi. Và chúng tôi gửi mẫu cho Viện Bạch Tới Nha Trang xét nghiệm thì có 10 trường hợp là xác định là mắc bệnh sởi. Các cái ca bệnh sởi này nó xảy ra rải rác, không tập trung và nó rải trong 4 tháng. Cho nên tình hình của sởi ở tại Thừa Thiên Huế hiện nay thì chúng tôi vẫn đánh giá là chưa có dịch sởi. Như
vậy là mặc dù chưa có dịch sởi nhưng mà bệnh sởi thì đã xuất hiện ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế rồi phải không ạ? Vậy thì ông có thể cho biết là nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi là do đâu ạ? Chúng ta biết rằng virus nguyên nhân để truyền bệnh sởi là virus truyền bệnh. Virus là sởi là một loại virus mà nó sống ở niêm mạc của cổ và ở phổi. Virus này thì thứ nhất là nó sẽ gây các cái triệu chứng về bệnh sởi. Đồng thời là những cái trẻ em nào mà không được miễn dịch thì có khả năng sẽ mắc bệnh sởi. Và khi chúng ta mắc cái virus sởi thì nó thường là lây truyền qua đường hô hấp, do hắt hơi, do ho, do các cái dịch tiết. Và một cái đặc biệt nữa của bệnh sởi đó là khi chúng ta mắc bệnh sởi thì nó sẽ gây một cái suy giảm miễn dịch cấp tính, cho nên nó dễ bồi nhiễm với các cái loại vi khuẩn khác. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng là cái vấn đề mắc bệnh sởi thì cái vấn đề điều trị không có thuốc điều trị đặc hiệu. Cái biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi đó là chúng ta phải tổ chức tiêm phòng cho các cháu. Vâng, vậy thì là bệnh sởi là một cái bệnh lây truyền. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Hùng Việt, ông có thể cho biết thì bệnh sởi lây truyền như thế nào và những cái nhóm đối tượng nào thì có nguy cơ mắc bệnh sởi? Như Phó Giáo sư Sơn mới nói thì bệnh sởi là do virus sởi gây ra, thì đây là một bệnh lây truyền từ người sang người mà lây theo đường hô hấp. Chính vì vậy mà khi bệnh nhân sởi bị bệnh hắt hơi, ho thì những cái hạt nước bọt li ti nó sẽ mang những virus sởi, nó sẽ phát tán ra môi trường xung quanh, thì đó chính là những cái nguồn lây cho những người mà chưa có miễn dịch đối với bệnh sởi. Thì thường thường ấy, trong bệnh sởi thì cái giai đoạn mà lây nhiều nhất là cái giai đoạn mà khởi phát bệnh, nó xảy ra trong vòng là trước và sau khi phát ban 4 ngày. Đó. Nên chính giai đoạn này mà virus sởi được phát tán rất là nhiều. Và cũng chính cái giai đoạn này thì thường chẩn đoán sởi nó thường hay bị muộn vì chưa có những triệu chứng đặc trưng lắm. Còn về cái đối tượng mà nào mà mắc sởi thì virus sởi là cái virus lây truyền rất mạnh, cho nên tất cả các đối tượng nào mà chưa bao giờ có miễn dịch sởi, ví dụ như chưa được tiêm chủng từ khi nhỏ hoặc là chưa bao giờ mắc bệnh sởi, thì cho dù là người khỏe mạnh khi mà tiếp xúc với virus sởi cũng dễ dàng mắc bệnh. Mà người ta tính là tỷ lệ mắc bệnh khi mà chưa có miễn dịch sởi mà tiếp xúc với sởi thì có thể lây được 100%. Chính vì vậy mà sởi nó phát tán rất nhanh và cái rất dễ gây ra những cái dịch lớn. Đó. Chính vì vậy công tác dự phòng rất là quan trọng, đặc biệt là tiêm phòng sởi. Tức là rất nhiều cái nhóm đối tượng có thể mắc sởi phải không ạ? Qua tìm hiểu thì chúng tôi cũng được biết rằng là trẻ em là một cái nhóm đối tượng chính mà mắc bệnh sởi. Vậy thì người lớn có nguy cơ mắc phải bệnh sởi không thưa ông? Về người lớn thì cũng như lúc nãy tôi nói đấy, ngay cả người lớn mà khi mà chưa được miễn dịch sởi, có nghĩa là hồi nhỏ chưa được tiêm chủng hoặc chưa từng mắc bệnh, thì cho dù là người lớn khỏe mạnh khi tiếp xúc với nguồn lây là sởi cũng vẫn bị mắc sởi như thường. Nhưng có đặc thù thì ở người lớn thì khi bị mắc sởi thì thường nhẹ hơn ở trẻ em. Và như vừa rồi thông báo ở chỗ Viện Y học nhiệt đới của Trung ương ấy, thì đã hiện tại đã có đến hơn 300 trường hợp là người lớn bị mắc sởi đang điều trị ở đó, và cũng có nhiều ca rất là nặng đang phải thở máy nhưng mà chưa có ca nào tử vong. Rõ ràng là bệnh sởi là một cái bệnh mà nó không loại trừ cái đối tượng nào. Và có một cái vấn đề mà cũng nhiều người là quan tâm, đó là cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết được khi nào thì mắc sởi. Ông có thể nói rõ. Thì thưa, những cái dấu hiệu để nhận biết sởi, đặc biệt mà khi có dịch thì nó cũng đơn giản. Mà cái điều này cũng rất quan trọng để cho các cái bố mẹ phụ huynh mà đừng có hoảng hốt khi mà con mình có những dấu hiệu mà nghi ngờ là mình hoảng hốt đến tới viện. Thì những cái dấu hiệu mà để cho bố mẹ hoặc là ngoài cộng đồng dễ nhận diện nhất thì thường thường là liên quan đến cái giai đoạn tiến triển của bệnh. Thì trong cái giai đoạn đầu ấy, gọi là giai đoạn khởi phát của bệnh sởi, nó diễn tiến khoảng 4 ngày. Sau khoảng thời gian coi tiếp xúc với bệnh sởi khoảng 10 ngày ấy, ủ bệnh thì cũng có triệu chứng. Thì khi khởi phát thì triệu chứng nổi bật của bệnh sởi đó là thường thường đứa trẻ sốt rất cao, kèm theo đó là đứa trẻ nó có biểu hiện viêm kết mạc, có nghĩa là mắt nó đỏ, nó chảy ghen và sợ ánh sáng. Đó là dấu hiệu rất quan trọng.
Và kèm theo, nếu vào khoảng ngày thứ 3, thứ 4 trong giai đoạn này, nếu chúng ta khám phía trong miệng đứa trẻ ở hai phía niêm mạc ở trong má, thì chúng ta sẽ thấy có những hạt chấm trắng như là đầu, như hạt tấm ấy. Đó. Thì những cái hạt đó người ta gọi là hạt cúp lít. Và đó là dấu hiệu rất đặc trưng cho sởi trong giai đoạn này. Nếu có phát hiện thấy dấu hiệu này thì có như gần như chắc chắn 100% trên lâm sàng là gọi là bệnh nhân là bị sởi ở giai đoạn sớm. Đó. Còn mà đến giai đoạn mà toàn phát thì chẩn đoán sởi rất dễ dàng, vì bởi vì trong cái trường hợp bị sởi thì nó có phát ban là cái giai đoạn mà đặc trưng nhất, nó khác với những cái loại virus khác mà có phát ban. Bởi vì trong cái phát ban sởi nó có đặc trưng là ban của sởi thì nó là những cái rát sần mịn và nó phát ban theo một cái tuần tự là khi nào nó đầu tiên ở trên đầu và mặt trước. Ngày thứ nhất là xuất hiện ở đầu mặt thôi, sang ngày thứ hai thì nó mới lan xuống đến thân mình và hai tay. Và ngày thứ ba thì bắt đầu lan xuống đến mông và hai chi. Rồi cũng sau khoảng chừng đó thời gian, cũng khoảng 3 ngày nó cũng bay đi tuần tự là từ mặt trước để thân mình sau rồi ở mông và chi xuống dưới. Trên một cái thời gian xuất hiện và phát ban rất là trình tự. Và chính vì vậy khi mà giai đoạn toàn phát thì chúng ta thường thấy là này, một đứa trẻ phát ban mà mặt thì coi như mắt thì đỏ phù lên, còn chảy ghen rồi những cái dấu hiệu đó nó rất là đặc trưng. Đó. Và một cái đặc trưng nữa của sởi này, khi mà ban bay đi rồi ấy, thì thường là sau một tuần ấy, phát thì nó bay đi, thì khi bay đi nó để lại một dấu hiệu bong da rất là đặc trưng. Tại những chỗ ban bay đi thì nó sẽ có những bong da nhỏ, vảy như là vảy. Và sau đó thì nó để lại những vết thâm, người ta gọi là vết vằn da hổ. Và cái vết này nó tồn tại khá lâu, phải 1-2 tuần bị biến mất. Chính chính vì vậy mà chúng ta thấy dấu vết nó còn để lại rất là lâu. Cho nên những trường hợp này, đặc biệt giai đoạn toàn phát, giai đoạn ban bay thì bố mẹ cũng có thể chẩn đoán được, chứ không phải đòi hỏi các nhân viên y tế. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nhận biết dễ dàng, không nên vội vàng và tập trung cứ thấy nghi ngờ cái đưa tới bệnh viện ngay, thì chính cái môi trường bệnh viện là dễ lây nhiễm nhất. Mà con ta chúng ta chưa bị sởi mà chúng ta tới môi trường đó, vô tình chúng ta lại mắc sởi ngay. Cho nên chúng ta nếu như thận rất là cảnh giác với sởi, chúng ta qua những dấu hiệu đó chúng ta có thể biết là con mình có khả năng bị sởi không, rồi hẳn đưa tới bệnh viện. Như vậy là rõ ràng bệnh sởi là một cái bệnh mà chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện được bằng những cái dấu hiệu khá là điển hình, phải không ạ? Tuy nhiên tôi cũng có một cái băn khoăn như thế này, là không biết là có những cái trường hợp nào mắc sởi mà không có những cái dấu hiệu như trên không? Xin được trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn. Vâng. Cái dấu hiệu không điển hình thì trong cái quyết định của Bộ Y tế 1327 vừa ban hành cũng đã đưa ra hai cái thể, một thể điển hình và một thể không điển hình. Thì cái thể không điển hình á, và các triệu chứng nó không đầy đủ như giáo sư Việt đã nói, tức là có thể xảy ra ở người lớn. Một cái nhóm thứ hai có thể gặp ở những cái người bị suy giảm miễn dịch và đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch, thì các cái triệu chứng nó sẽ không rõ. Và chính cái thể không điển hình này nó cũng sẽ đưa đến một cái nguy cơ, đó là họ không biết mình bị các cái triệu chứng rõ ràng, cho nên là rất dễ tiếp xúc với cộng đồng, và đây là cái khả năng lây lan nó rất rộng. Vâng, vậy là bên cạnh những cái dấu hiệu điển hình như thế thì bệnh sởi vẫn có những cái trường hợp là không có những cái dấu hiệu điển hình, phải không ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với một cái căn bệnh mà có cái dấu hiệu khá là điển hình như bệnh sởi thì nếu như các bậc phụ huynh quan tâm thì chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện sớm. Tuy nhiên vẫn có những cái trường hợp là những cái dấu hiệu này lại dễ nhầm lẫn với một cái căn bệnh khác, ví dụ như là bệnh sốt siêu vi, dẫn đến cái tình trạng trẻ phát hiện thường muộn và nhập viện thì trong cái tình trạng bệnh đã nặng. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một cái phóng sự mà chúng tôi đã ghi nhận được ở khoa nhi của Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là những bệnh nhân sởi được đưa đến khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế. Đa phần những trẻ bị sởi khi đưa đến đây đều ở tình trạng tương đối nặng và đã có biến chứng. Chủ yếu biến chứng của bệnh sởi ở những trẻ này là viêm đường hô hấp, viêm phổi, vì thế trẻ có triệu chứng khó thở. Đây cũng là một trong những biến chứng thường gặp của sởi. Ngoài ra còn có thể có các triệu chứng khác về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa,
và một số rất ít bị viêm não. Những biến chứng này có thể để lại di chứng rất nặng nề. Trong cái thời gian gần đây, khi là có cái tình hình là mắc sởi thì chúng tôi đã tiếp nhận những cháu, những đứa trẻ nó vào đây thì biểu hiện rất là điển hình của cái triệu chứng bệnh nhân bị sởi. Và thường vậy thì chúng tôi phân tuyến và cách ly ở tại là cái đơn vị bệnh truyền nhiễm, và tại đơn vị hồi sức tích cực này thì chúng tôi tiếp nhận những trẻ bị sởi có những biến chứng nặng, ví dụ là bệnh viêm phổi nặng hay là những cháu bị sởi trên cái nền bệnh mạng tính có từ trước có những biểu hiện nặng thì chúng tôi tiếp nhận ở đây. Trên thực tế, ngành y tế chưa công bố dịch sởi, nhưng hiện nay bệnh sởi được ngành y tế đưa vào tình trạng khẩn cấp và nghiêm trọng. Bệnh sởi đang lây lan nhanh và khiến nhiều trẻ tử vong. Điều này làm cho không ít người lo sợ, kể cả những người đã cho con đi tiêm phòng cũng thấp thỏm lo âu trước dịch bệnh có khả năng bùng phát. Qua những hình ảnh vừa xem thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng ở Thừa Thiên Huế, mặc dù là bệnh sởi chưa bùng phát, tuy nhiên thì đã có những trẻ em mắc bệnh sởi và cũng đã có những cái biến chứng. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chủ quan trong vấn đề phòng tránh cái sự lây lan của căn bệnh này. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa là trong suốt thời gian phát sóng trực tiếp chương trình thì sẽ có đường dây nóng với hai số điện thoại mà quý vị và các bạn có thể gọi đến để được tư vấn trực tiếp là 054-3826-449 hoặc 054-3826-447. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với các chuyên gia. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Hùng Việt, với những cái dấu hiệu như lúc nãy giáo sư vừa mới trao đổi thì chúng ta có thể nhận biết ban đầu về bệnh sởi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán rằng là chắc chắn là đã mắc bệnh sởi ạ? Thực ra để muốn chẩn đoán chắc chắn bệnh sởi thì chúng ta phải dựa vào những xét nghiệm cận lâm sàng. Ví dụ như là những xét nghiệm chúng ta phải phân lập được cái virus ở trong các dịch tiết như ở máu, ở các dịch hỏng hoặc là nước tiểu. Và những cái phương pháp này thì đòi hỏi kỹ thuật rất là cao và rất tốn kém, chứ không phải chỗ nào, bệnh viện nào cũng làm được, thường ở những trung tâm nghiên cứu kia. Đó. Trên có phương pháp thứ hai thì cũng chúng ta cũng thể làm được, đó là xác định huyết thanh, tìm những kháng thể của virus sởi ở trong máu. Đó. Thì cái phương pháp này thì khả thi hơn. Đó. Tuy nhiên thì thực sự là các bác sĩ và ở các bệnh viện thì người ta vẫn dựa vào lâm sàng là chính, bởi vì bệnh sởi khi mà có dịch tễ cộng với lâm sàng như lúc này tôi mới nói là cũng đã khả năng chẩn đoán chính xác sởi rồi. Cái những cái xét nghiệm xác định thường để chẩn đoán nghiên cứu và để xác định cái tiếp trong ổ dịch liên quan đến bên dịch tễ với lăn sơn thì thường hay làm hơn. Cho nên chúng tôi là các bác sĩ điều trị cần trên lâm sàng dựa những dấu hiệu dịch tễ và đặc trưng lâm sàng là có thể xác định được rồi. Vậy là chỉ qua những cái chẩn đoán lâm sàng thì cũng đã có thể xác định được là bệnh nhân đã nhiễm sởi rồi hay chưa, phải không ạ? Tuy nhiên hiện nay thì có một cái tâm lý mà rất nhiều người mắc phải, đó là trước cái diễn biến phức tạp của bệnh sởi thì khi mà thấy con mình có những cái dấu hiệu thì lập tức là đưa con đến bệnh viện và đôi khi thì gặp phải những cái hậu quả khôn lường. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn, ông có thể cho biết thì đối với những cái trường hợp nào thì chúng ta nên mang bệnh nhân đến để nhập viện và trong cái trường hợp nào thì có thể chăm sóc tại nhà? Vâng, cái phần đề này thì Phó sư của Việt đã trao đổi thì cũng có thể, tại vì khi chúng ta bị một cái sốt phát ban thì chưa chắc là chúng ta đã bị sởi, vì cái bệnh sốt phát ban nó chiếm đến 78%, và trên những cái trường hợp sốt phát ban đó thì nếu có các cái triệu chứng rõ ràng của bệnh sởi thì lúc đó mới được chẩn đoán là bệnh sởi. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ, nếu chúng ta đưa vào ở các bệnh viện, ở các cái khoa nhiễm thì cái khả năng từ một cái trường hợp là con của mình chưa bị nhiễm sởi thì lại bị mắc ngay cái bệnh sởi và có thể bị các cái biến chứng. Về cái phác đồ của Bộ Y tế 1327 mới ban hành ngày 18/4 thì cũng đã phân tuyến điều trị. Tức là trong đó thì Bộ Y tế có phân là tất cả những cái trường hợp mà sởi bình thường, mắc sởi bình thường thì có thể đến trạm y tế để được khám và được hướng dẫn điều trị tại nhà. Những trường hợp ở bệnh nhân có biến chứng nhưng mà chưa có dấu hiệu về hô hấp thì điều trị tại bệnh viện huyện. Những cái trường hợp bệnh nhân mà có biến chứng
mà có cái dấu hiệu về hô hấp nặng thì phải điều trị tại bệnh viện tỉnh. Và các cái trường hợp mà các tuyến bệnh viện tỉnh không giải quyết được thì cái đó mới chuyển bệnh viện trung ương. Ý đồ của Bộ Y tế tức là giảm tải cái vấn đề lây nhiễm chéo trong bệnh viện hiện nay. Và cũng đặc biệt là cái bệnh sởi là một cái bệnh làm suy giảm miễn dịch cấp tính, cho nên là nó rất dễ nhiễm với các cái bệnh đặc khác. Cho nên theo tôi thì tất cả các bà mẹ trong tình hình hiện nay đều lo lắng về tình hình bệnh tật của cháu, thì tốt nhất chúng ta cứ theo tuần tự phân tuyến đó, chúng ta đưa cháu đi khám và được hướng dẫn và sẽ được điều trị theo đúng tuyến thì nó hay hơn. Vậy thì trong cái trường hợp này thì cái vấn đề mà xác định rõ cái tình trạng của bệnh cũng là một cái vấn đề rất quan trọng phải không ạ? Để dựa trên cái cơ sở đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là mình phải đến cái tuyến nào để điều trị cho phù hợp. Và cũng có một cái vấn đề khác nữa mà nhiều người đang quan tâm, đó là vấn đề hiện nay thì bệnh sởi được điều trị như thế nào? Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phan Hùng Việt. Thì về vấn đề điều trị bệnh sởi thì cũng như lúc nãy phó giáo sư Sơn đã nói, chưa có một cái thuốc đặc trị cho bệnh sởi. Trên việc điều trị bệnh sởi chủ yếu là dựa vào điều trị triệu chứng, có nghĩa là chúng ta chăm sóc và dự phòng hạn chế những biến chứng của bệnh là chính. Trên về nguyên tắc điều trị thì như lúc nãy phó giáo sư Sơn đã nói là phân tuyến điều trị đó, thì thứ nhất là cái quan trọng là chúng ta phải là cách ly bệnh nhân, bởi vì đó là cái nguồn lây mà, cho nên chúng ta phải cách ly bệnh nhân cho tốt. Đó, khi mà phát hiện ra bệnh nhân vì sởi, chúng ta cách ly. Cái thứ hai là chúng ta chăm sóc bệnh nhân cho tốt bằng cách là chúng ta sẽ nâng cao thể trạng cho bệnh nhân bằng cách là cho bệnh nhân ăn uống những thức ăn lỏng, giàu chất dinh dưỡng, giàu đạm để nó tăng cường sức đề kháng cơ thể. Bên cạnh đó, thường bệnh nhân sởi thường hay sốt rất cao, nên chúng ta phải cố gắng bổ sung cho các cái cháu bé nó những cái dịch như là nước hoa quả hoặc những nước để cho nó hồi phục lại những cái nước đã mất đó. Và trong trường hợp mà có những cái biểu hiện nặng như là sốt cao thì chúng ta có thể vừa lau mát thì kết hợp thêm hạ sốt với các thuốc hạ sốt thông thường như là paracetamol chẳng hạn đó. Và trong bệnh sởi thì đặc biệt là nó làm cho cơ thể thiếu vitamin rất là nghiêm trọng, và đó cũng yếu tố làm nặng lên bệnh. Trên theo phác đồ thì trong những trường hợp bị bệnh sởi thì chúng ta nên bổ sung gấp cái vitamin A cho trẻ em đó. Với những trường hợp mà chưa có biến chứng ở mắt thì thông thường chúng ta chỉ bổ sung cho trẻ một liều duy nhất, là với trẻ dưới 1 tuổi khoảng 100.000 đơn vị một ngày, và trên 1 tuổi thì 200.000 đơn vị một ngày. Còn nếu như trẻ đã có biểu hiện ở mắt rồi thì chúng ta phải tăng gấp đôi trong 2 ngày đó. Còn về vấn đề là nếu như có biến chứng thì chúng ta thường có thể sử dụng thêm kháng sinh đó, để phòng điều trị nhiễm trùng. Mà như giáo sư Sơn còn nói thì trong sởi nó có suy giảm miễn dịch cấp rất là nặng, trên rất nhiều vi khuẩn có thể là nhân cơ hội đó nó gây bệnh ở trên đứa trẻ và gây bệnh rất là nặng đó. Trên tùy theo tình hình trường hợp mà những cái nhiễm trùng kèm theo, chúng ta sẽ chỉ định thêm kháng sinh, và trong những trường hợp nặng thì chúng ta có thể phải chỉ định thêm cả gamma globulin, là một loại thuốc đặc trị. Nó là những cái kháng thể trong cơ thể của những người mà đã lăn bệnh rồi, người ta tắt từ máu ra, thì nó có tác dụng bảo vệ chống lại những cái tác nhân gây bệnh rất là tốt. Đó. Vâng, thực tế thì bệnh sởi đã có từ lâu và là một cái căn bệnh mà mọi người vẫn xem nhẹ. Tuy nhiên lại có rất nhiều những cái ca tử vong từ bệnh sởi, từ những cái biến chứng của bệnh sởi. Vậy thì phải chăng đây cũng là một cái căn bệnh nguy hiểm nếu như mà chúng ta không phát hiện và không có cái biện pháp điều trị kịp thời? Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Sơn. Vâng, chúng ta thấy rõ tức là những cái trường hợp mà tử vong hiện nay thì trong đó là những cái bệnh kèm với cái bệnh sởi. Như vậy thì cũng để nói đến cái vấn đề tức là cái khâu quan trọng nhất của vấn đề chăm sóc bệnh nhân khi mắc sởi. Nếu chúng ta tổ chức chăm sóc tại nhà, bố mẹ chăm sóc kỹ và hiểu biết được các cái quy định về chăm sóc, đặc biệt nhất là đảm bảo hạn chế những cái đảm bảo về vệ sinh, hạn chế những cái vấn đề tác động của các loại vi khuẩn khác để ảnh hưởng đến cái nhiễm bệnh của trẻ, và hạn chế được các cái biến chứng. Đồng thời cũng có thể một cách nữa tức là các bậc cha mẹ theo dõi kịp thời các cái dấu hiệu về khó thở, các dấu hiệu sốt cao liên tục, và các cái dấu hiệu tiêu chảy kéo dài.
nôn ói nhiều, thì nếu chúng ta theo dõi được các cái dấu hiệu nặng đó, chúng ta chuyển kịp thời bệnh nhân từ giai đoạn đang điều trị tại nhà vào các cơ sở y tế, thì chúng ta cũng có thể là hạn chế được cái vấn đề tử vong đối với bệnh sởi. Vậy thì tiến sĩ Phan Hùng Việt, anh có cái bổ sung thêm cái ý kiến của anh như thế nào về cái điều này không? Tôi nhất trí với Phó Giáo sĩ Sơn thôi. Vì thực sự đây, thực sự bệnh sởi mà không có biến chứng thì không có gì đáng ngại. Và chỉ có khi nào có biến chứng thì mới có thể gây ra di chứng hoặc tử vong. Trên trước đây người ta có một câu rất là hình tượng nói về bệnh sởi, mà khi mà chưa có những phương pháp điều trị tốt mà kiến thức tốt thì người ta nói câu mà cứ mỗi lần mà khi bệnh sởi đi qua thì bà mẹ nên đếm lại xem mình còn mấy đứa con, có nghĩa là tỷ lệ tử vong trong sởi mà biến chứng đã để xảy ra biến chứng là tỷ lệ tử vong rất cao. Đó. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta phân tuyến, chúng ta xác định được những yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến biến chứng, thì chúng ta phát hiện sớm, điều trị sớm thì sẽ giảm được tỷ lệ tử vong và di chứng rất là lớn. Vâng, như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa mới trao đổi thì bệnh sởi không nguy hiểm, nhưng mà những cái biến chứng của nó thì lại vô cùng nguy hiểm. Vậy thì nó sẽ để lại cái ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của trẻ? Tùy theo cái loại biến chứng xảy ra ở trên từng đứa trẻ mà nó có những cái tiên lượng rất là khác nhau. Có những biến chứng mà có thể gây là tử vong cho đứa trẻ rất nhanh, đó là những biến chứng về đường hô hấp. Những cái viêm phổi do sởi thường là rất là nghiêm trọng. Cho dù chúng ta có những phương tiện y khoa hiện đại như là máy thở và các cái phương tiện thuốc men, nhưng mà tỷ lệ nó vẫn cao. Cái thứ hai là biến chứng cũng gây tỷ lệ tử vong cao, đó là viêm não do sởi. Ngoài ra những biến chứng khác cũng có thể dẫn đến tử vong gián tiếp nha. Một đứa trẻ bị sởi, sức đề kháng giảm, đứa trẻ thường hay bị tiêu chảy kéo dài, và thậm chí những vi khuẩn cơ hội khác nó cũng xâm nhập gây tiêu chảy máu và dẫn đến tình trạng suy kiệt và chết nếu như chúng ta không điều trị được. Và có những biến chứng nó có thể để diễn lại di chứng rất nặng nề cho đứa trẻ cũng như xã hội, đó là biến chứng ở mắt. Đứa trẻ phần lớn mà đứa trẻ bị sởi nó đều có thiếu vitamin A, trên thường dẫn đến bẩn khô, thậm chí loét cái giác mạc đó, cho nên dẫn đến hiện tượng mù lòa, nó sau này là sẽ di chứng nặng cho xã hội.